Cathy xin chào các bạn. Xin chúc các bạn một năm mới thật an khang, thịnh vượng và mọi sự như ý. West Virginia bị thiên tai nên anh xã của mình sẽ không được đón Tết ở nhà. Đây gia đình cùng ăn tối, tiễn chồng của Cathy lên đường để đi làm xa. Mỗi lần xa nhà là cả tháng, có khi hai tháng. Hôm nay Tết rồi. Bé Cún đang chờ ba về. Mình đang nhận lì xì từ bố mẹ thay cho anh ấy. Cũng chúc anh ở nơi xa thật an lành, giúp đời giúp người, anh sẽ rất vui. Chùa năm ngoái nè, cả nhà luôn. Năm nay Cathy phải đi chùa một mình. Ở nơi xa, anh không được thấy đèn lồng, không viếng chùa, không được coi múa lân, không được nghe pháo nổ. Sau Tết, ở nơi xa, tuyết rơi đầy trời. Thương chồng, ngày Tết xa nhà. Mỗi lần thiên tai như mưa, bão, tuyết đổ sập nhà, lụt lội. Thì ông xã của mình đều phải đi xa để mà có thể đến nơi những người cần giúp đỡ. Hai tuần đầu thì thường anh làm một ngày 10 cho đến 12 tiếng. Một tuần 7 ngày, có khi 2 tuần mới được nghỉ một ngày. Tuy rằng rất mệt, nhưng mình biết chồng rất là vui vì có thể giúp đỡ được nhiều người. Chúc tất cả những người survivor được có một cuộc sống thật an lành và thật nhiều niềm vui trở lại. Đây là những bước chân nhớ về gia đình, nhớ về bạn bè mà chồng đã gửi về cho Cathy. Cathy xin được mang tới để chia sẻ với mọi người. Đây là cái Tết 2024 của ông xã mình. Thank you.
xin chân thành cảm tạ và chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng.